Xin chào quý anh chị các bạn. Đây em đang test bộ đèn 11 triệu để gửi cho chị Minh ở Vũng Tàu đây. Chị lắp cho cái sân khấu hát cho nhau nghe. Với cái sân khấu của chị nó chỉ khoảng độ 20 mét vuông thôi, nhưng mà chị đầu tư hệ thống ánh sáng này tương đối rực rỡ đây. Thì em tư vấn cho chị ý là đầu tiên là một cái bộ đèn đánh nền đổi màu sân khấu đó, xanh đỏ tím vàng đó, bộ đèn 5 triệu rưỡi này. Thì có một con đèn chủ là đèn tay điều khiển từ xa cao cấp này và năm con tớ nhận lệnh để đổi màu nhau giống như nhau. Đấy, rất là tiện lợi với anh chị các bạn nhé, xanh đỏ tím vàng giống nhau nhé. Đấy, đầu tiên là chị lắp trên sân khấu là cái bộ đèn 6 quang bạc 5 triệu rưỡi này. Đấy, không phải cần bàn điều khiển làm gì cả, năng nhạc cứ tay điều khiển mà bấm là ra hết. Đấy, rất là tiện lợi. Tiếp đến là một cái máy khói đổi màu cao cấp 2000W, máy đổi màu cao cấp quý anh chị các bạn nhé, là cái dòng mà đổi màu muốn xanh, muốn khói có màu xanh có màu xanh, muốn khói màu đỏ có màu đỏ đấy, hoặc là muốn đổi màu tự động có đổi màu tự động, hoặc lúc nào chúng ta thích khói không có màu cũng được. Đấy, đây là dòng khói đổi màu cao cấp, nó khác cái dòng khói đổi màu tự động khói phổ thông nhé. Đấy, còn tiếp đến là một cái con đèn mô vinh trung tâm 18 mắt ba đầu dòng cao cấp, trục quay không giới hạn, không điểm dừng, cái này trục quay ngang quay dọc không điểm dừng, chỉ lắp ở giữa trung tâm sân khấu để đánh xuống thẳng ngược xuống, rất là đẹp, rất là ảo. Đấy, với cái bộ đèn này tổng vào hết 11 triệu quý anh chị các bạn nhé, và bao ship đến tận nhà rồi đấy. Đầu tiên là chị lấy cái bộ 5 triệu rưỡi này, bộ đèn bạc 5 triệu rưỡi này, một cái bộ máy khói đổi màu cao cấp này và can dung dịch này, và một cái đèn dòng cao cấp mô vinh 18 mắt ba đầu trục quay không giới hạn, thì tổng cả cái bộ này là hết 11 triệu đấy, và miễn phí ship về đến tận nhà rồi đấy. Đấy, em đang test để gửi cho chị đây. Chị lắp cho cái sân khấu hát cho nhau nghe mà chơi cái bộ đèn này là quá rực rỡ rồi. Có đèn đánh hiệu ứng này, có đèn đánh nền đổi màu này, có máy khói để tạo hiệu ứng này, đầy đủ hết quý anh chị các bạn ạ. Rất là tiện lợi, rất là hiệu quả. Anh chị là có nhu cầu lắp cho các cái sân khấu nhỏ nhỏ khoảng độ 20 đến 30 mét có thể tham khảo cái bộ đèn này nhá. 11 triệu là rực rỡ rồi. Rất là đẹp rồi.